bác. Xin chào các bác. Triển lãm của Hội Sinh vật Cảnh quận Long Biên đang tổ chức bên Long Biên Hà Nội các bác nhé. Tôi vừa mới quay xong dãy mini có bàn, có thảm ở kia. Bây giờ tôi quay những cái tác phẩm to ở hai bên. Cái xanh của nhà vị Nhật Cường. Đấy. Dành cho bác nào thích cây tầm trung trở lên. Cũng của bác Nhật Cường. Đấy, này làm cái biển tên rất nổi các bác. Thiên Hoành Thiện Niên Trụ Niên Thụ. Đấy các bác. Rất hoa mỹ, bác này rất hoa mỹ. Cây này thì thấy ở trên mạng rất là nhiều lần rồi, rất đẹp. Thủy Hạ Vân Sơn. Tác phẩm đẹp. Ok. Đấy, cứ đi thế này các bạn. Các bác nào xa coi như đang đi chơi nhé. Tôi chỉ view vào những cái cây mà mình quan tâm các bạn. Đôi đũa thần này. Nói vui chút, bác ấy gọi là cái xanh quê thôi. Cường họa sĩ. Nó giống như tác phẩm đuôi đũa thần của bác nhỉ. Đấy, bên này thì thôi. Bên này thôi các bác. Nhiều lắm, các bác cố gắng ra đây xem nhé. Cây rất là vĩ đại đây. Xanh cổ thế trực. Trực nhân văn. Dáng phong tranh. Thế dáng. Thế anh. Thế và dáng các bác nhé. Cũng lời của bác Thọ đấy. Cốt chậu xưa đây. Cốt chậu ngày xưa đây. Đấy. Nhìn. Khủng khiếp không? Bây giờ lại tràn chậu và sang một cái bể rất to rồi. Đà làm những rễ như những cái đốt tre trúc các bác nhỉ. Và cái chậu ngày xưa đây. Chậu còn viền này, viền chậu ngày xưa đây. Bóp nát cái chậu rồi. Đấy, vẫn còn dấu vết của màu sơn chậu cũ, sơn đỏ này, chậu tròn ngày xưa đây. Đấy, bị cạp hết mép rồi, vừa đây. Đục bỏ hết những cái mép viền chậu rồi. Đấy. Và vào đá.
Ngọc Cảnh Viên. Một cây đa rất là lạ. Đấy, đẹp các bạn. Đẹp. Khu vực tổ chức mai để mai khai mạc đây, ăn uống đây. Có lẽ vậy. Bạn nào đang flycam đây. Bộ ba phi lao. Ui, mệt quá các bác, chưa ăn uống gì, mệt. Nói không ra hơi nữa. Đấy, một cái xanh cũng rất hay. Chung gà. Ngược sáng quá các bác thông cảm nhé, không xem được cái biển đâu. Đấy, bên này có vẻ nó nét hơn một chút này. Wow, cây sơn trà các bác nhé. Sơn trà rất kỳ quái. Ngày trước tôi có quay ở trưng bày ở Hoa Quốc Việt các bác nhé. Đấy, sơn trà của bác hùng xiếc đúng là kỳ hoa dị thảo các bác nhé. Đấy, YouTuber nào đó đang flycam trên trời, vè vè ở trên trời. Nhìn xa thì các bác tưởng nó là cái tường vi vì lá nó hơi đỏ đỏ. Nó thuộc hàng tầm kỳ hoa dị thảo các bác ơi. Kỳ hoa dị thảo. Anh em thương mại ngoài kia thì mà các bạn đi chơi mà mua cây là nhất rồi. Có cây đẹp hay không mà thôi. Cây mình ưng hay không mà thôi. Nhưng mà đi chơi chủ yếu là ra đấy có quà thì mang về các bác, chứ trong này là đơn thuần là trưng bày rồi. Nhiều khi là cũng rất khó để giao dịch ở trong này. Đấy. Alo. Đấy. Đẹp. Xin phép đi nhanh để ra khu thương mại xem có bắt được cây nào không các bạn. Oải quá rồi, về để ăn cơm. Đấy, vừa đi bên kia. Còn cái dãy hộ dãy bên cánh phải bên kia chưa đi được. Đây lại có một cái sung rất hay. Chủ nhân nữ nha các bác nhá. Sung SC chứ không phải XC các bác ơi. Đấy. Rất độc đáo. Xanh. Có lẽ là trưa mai lại phải mò qua đây các bác. Chứ mà tranh thủ một tí buổi trưa thì không thể đủ được. Còn rất nhiều chỗ mình muốn đi. Nó dài đến nỗi đi bộ còn mỏi chân các bác. Hết ngày. Xung quanh khu vực này nó rất là rộng quá. Anh em thương mại bên kia bày rất nhiều. Đấy.
Như vậy là đi được một vòng nhưng mà chưa quay được hết, nhưng mà đã quay lại cái vị trí này rồi các bác ơi. Thì hy vọng là ngày mai có thể quay lại để quay phim phục vụ các bác thêm nhé các bác nhé. Bây giờ tôi xin phép tôi ra khu thương mại, thì tôi xem có múc được cây nào là múc xong rồi kiếm quà mang về các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác và có thể trực tiếp gặp nhau tại nơi đây, rất là vui. Chúc các bác nhiều sức khỏe, ngắm cây nhiều cảm xúc các bác nhé. Đấy, xin khất các bác cái dãy bên phải này ở lần video sau nếu có thể các bác nhé.